xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 24. Ung thư là bệnh nan y không thể điều trị được. Điều trị được ở đây hiểu là khỏi bệnh hoàn toàn và không bị tái phát sau đó, chưa tính các trường hợp điều trị giúp kéo dài thời gian sống còn cho bệnh nhân. Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị ung thư. Phẫu thuật là phương pháp điều trị hàng đầu đối với các bệnh ung thư giai đoạn sớm. Xạ trị và hóa trị cũng ngày càng có vai trò quan trọng trong điều trị ung thư. Ngoài ra, liệu pháp điều trị nhắm trúng đích cũng đang được sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, khó khăn trong điều trị ung thư là do mỗi loại ung thư có đặc điểm khác nhau và đáp ứng khác nhau với từng phương pháp điều trị, nên không có một phương pháp điều trị nào là hoàn hảo cho ung thư nói chung. Các yếu tố chính có ảnh hưởng đến việc điều trị ung thư bao gồm: loại ung thư. Một số loại ung thư có thể được điều trị tốt hơn một số loại khác. Ví dụ, ung thư tuyến giáp biệt quá tốt, nhìn chung có thể điều trị hiệu quả, tỷ lệ sống trên 5 năm khoảng 90%, nghĩa là trong 100 người ung thư tuyến giáp thì có hơn 90 người còn sống sau 5 năm. Hầu hết ung thư da có thể điều trị khỏi bằng phẫu thuật cắt rộng, là một trong những loại ung thư có tiên lượng rất tốt. Trong khi đó, chỉ 10% ung thư phổi có thể sống 5 năm sau khi chẩn đoán. Loại giải phẫu bệnh. Trong cùng một loại ung thư thì loại giải phẫu bệnh khác nhau sẽ có tiên lượng và cách điều trị khác nhau. Ví dụ, ung thư tuyến giáp biệt quá tốt nói chung là có tiên lượng tốt, nhưng ung thư tuyến giáp loại kém biệt quá thì chỉ sống được khoảng 2 đến 6 tháng sau chẩn đoán. Giai đoạn bệnh là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến điều trị. Bệnh phát hiện càng sớm, khả năng chữa trị khỏi càng cao và ít biến chứng cho điều trị. Hầu hết bệnh nhân khoảng 99% bị ung thư vú còn sống sau 5 năm khi được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Nhưng khi bệnh đã di căn xa thì chỉ 15% trường hợp là có thể điều trị. Tình trạng sức khỏe và các bệnh kèm theo như đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, hô hấp cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn và đáp ứng điều trị của từng bệnh nhân. Trong các yếu tố trên thì giai đoạn bệnh là yếu tố có thể can thiệp để mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho người bệnh. Hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, việc tầm soát một số bệnh ung thư giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Điều trị bệnh ở giai đoạn này cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc, tăng khả năng chữa lành bệnh cũng như bảo tồn chức năng cơ quan và kết quả thẩm mỹ cao. Vì vậy, phát hiện sớm ung thư có vai trò vô cùng quan trọng, mang lại nhiều lợi ích. Điều trị dễ dàng đối với giai đoạn sớm, phương pháp điều trị chính là phẫu thuật loại bỏ khối u, có thể không cần hỗ trợ thêm hóa trị hay xạ trị. Ít biến chứng, càng phát hiện sớm, việc điều trị càng đơn giản hơn, ít gây biến chứng về sau, ít ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan và đối với nhiều người còn có thể bảo toàn khả năng sinh sản, ít ảnh hưởng đến sức khỏe và diện mạo. Chi phí điều trị ít hơn cho bệnh nhân giai đoạn sớm, nên hầu hết bệnh nhân phát hiện sớm ung thư đều có khả năng điều trị. Tuy nhiên, không phải loại ung thư nào cũng có thể tầm soát giúp phát hiện sớm. Ngoài ra, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm để có thể phát hiện sớm nhiều loại ung thư hơn. Việc chúng ta hiện nay có thể làm được là tự chăm sóc sức khỏe bản thân và khám sức khỏe định kỳ. Cụ thể, để bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ ung thư, chúng ta nên tránh xa thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe, tăng khẩu phần rau và trái cây, giảm rượu bia, bảo vệ da khi ra nắng hoặc tiếp xúc với hóa chất độc hại, tiêm ngừa vaccine HPV, biết được các yếu tố nguy cơ của bản thân và gia đình, thường xuyên khám và tầm soát ung thư. Nhìn chung, ung thư là bệnh có thể điều trị được và có thể điều trị khỏi, nhưng tùy thuộc vào loại ung thư, loại giải phẫu bệnh, giai đoạn bệnh và tổng trạng chung của bệnh nhân. Điều đáng mừng là khoảng 30-50% các trường hợp ung thư có thể phòng ngừa được. Việc phát hiện bệnh sớm cũng như duy trì lối sống lành mạnh là một biện pháp hữu hiệu để chống lại ung thư. Sự thật, nhiều loại ung thư hiện nay có thể điều trị khỏi và phòng ngừa được. Bác sĩ Nguyễn Sĩ Cam. Xin nói thêm, biệt quá tốt, biệt quá kém là gì? Biệt quá tốt nghĩa là tế bào ung thư có dạng hơi giống tế bào bình thường. Biệt quá kém là rất khác với tế bào bình thường. Biệt quá càng kém nghĩa là tế bào ung thư càng ác tính. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.